New York Times, Việt Nam có thể là quốc gia đang phát triển phục hồi sớm nhất, nhưng đây mới là cường quốc vững như bàn thạch giữa Covid-19. Việt Nam hoàn thiện quy trình sản xuất vaccine Covid-19. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. New York Times, Việt Nam có thể là quốc gia đang phát triển phục hồi sớm nhất, nhưng đây mới là cường quốc vững như bàn thạch giữa Covid-19. Đây là một quốc gia, một cường quốc kinh tế lớn như phương Tây, nơi mà Covid-19 đến muộn, nhưng chính phủ thì đã hành động sớm. Quốc gia này đã sẵn sàng với các cuộc thử nghiệm và truy tìm dấu vết liên lạc để làm phẳng đường cong dịch bệnh một cách nhanh chóng. Đồng thời, họ cũng giới hạn tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất trong số các quốc gia công nghiệp lớn ở phương Tây. Đẩy lùi Covid-19 cho phép họ chỉ cần giãn cách xã hội ở khu vực nhất định trong thời gian ngắn, giúp hạn chế tỷ lệ thất nghiệp xuống chỉ còn 6%. Đó chính là Đức, những điểm mạnh mà Đức đang thể hiện khiến quốc gia này có nhiều khả năng phát triển mạnh trong thế giới hậu đại dịch nhất trong số các nền kinh tế lớn. Những quốc gia nào có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh này? Bất chấp sự thống trị về công nghệ, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang phải gánh quá nhiều nợ và chính phủ của họ đã bị chỉ trích rộng rãi vì đã xử lý đại dịch không đúng cách. Việt Nam có vẻ đầy hứa hẹn, một điểm mạnh về xuất khẩu mới nổi với chính phủ đã ngăn chặn được Covid-19 trong từng đường đi nước bước. New York Times nhận định, Nga cũng đang có tiềm năng vì Tổng thống Vladimir Putin đã nỗ lực trong nhiều năm để nước Nga không chịu áp lực tài chính nước ngoài. Cơ chế phòng thủ sẽ ngày càng hiệu quả trong một thế giới phi toàn cầu hóa. Nhưng người chiến thắng lớn nhất nhiều khả năng sẽ là Đức. Phản ứng của họ đối với đại dịch đã làm nổi bật những điểm mạnh sẵn có. Chính phủ hiệu quả, nợ thấp, xuất sắc bảo vệ hàng xuất khẩu của mình ngay cả khi thương mại toàn cầu giảm và năng lực tạo ra các công ty công nghệ trong nước ngày càng tăng bất chấp căng thẳng Mỹ-Trung. Trong khi các quốc gia khác lo lắng về tình trạng sa thải công nhân hàng loạt, hầu hết lao động Đức vẫn được làm trong biên chế nhờ sự mở rộng nhanh chóng của Kurzarbeit, chương trình được thiết kế nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn mà không phải sa thải nhân viên hàng loạt, tránh gây rắc rối cho các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Theo chương trình này, doanh nghiệp sẽ cho nhân viên tạm nghỉ việc ở nhà hoặc cắt giảm đáng kể số giờ làm việc của họ. Trong thời gian này, người lao động được hưởng tối đa 2/3 mức lương chính thức. Doanh nghiệp có trách nhiệm ứng trước tiền để trả cho nhân viên, sau đó sẽ được chính phủ hoàn lại. Đức đã có thể mở rộng Kurzarbeit và nhiều chương trình nhờ vào sự tiết kiệm của chính phủ. Trong nhiều năm, bà Merkel đã buộc các thành viên Liên minh châu Âu phải thắt lưng buộc bụng. Họ đã gọi bà là một bà nội trợ Swanbian, một mẫu người Đức tiết kiệm. Bây giờ thì họ không thể chế nhạo điều đó được nữa. Bởi vì Đức đối mặt với đại dịch khi chính phủ thặng dư ngân sách, nên nước này có thể hỗ trợ nền kinh tế đang bế tắc của mình bằng các khoản chi trả trực tiếp cho các gia đình. Cắt giảm thuế, cho vay kinh doanh và các khoản viện trợ khác lên tới 55% GDP, gấp gần 4 lần so với Hoa Kỳ nếu như tính theo tỷ trọng GDP. Họ cũng có thể và sẵn sàng cung cấp các quỹ kích thích khẩn cấp cho các quốc gia láng giềng, vốn từ lâu đã phàn nàn rằng sự keo kiệt của Đức, cho rằng điều đó đã làm tổn hại toàn bộ lục địa già. Động thái đó rất khôn ngoan cũng như hào phóng, các quốc gia láng giềng hiện có khả năng mua hàng xuất khẩu của Đức tốt hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, Đức vẫn không từ bỏ mục tiêu cân bằng ngân sách vì phần lớn khoản chi tiêu này sẽ được lấy từ tiết kiệm. Nợ công của Đức dự kiến sẽ tăng lên nhưng chỉ ở mức 82% GDP, một gánh nặng nợ nhẹ hơn nhiều so với Hoa Kỳ và các nước phát triển cao khác, dù họ đang chi tiêu cho các gói giải cứu kinh tế ít hơn Đức. Cũng có ý kiến cho rằng Đức hiện đang phụ thuộc một cách nguy hiểm vào xuất khẩu hàng công nghiệp, đặc biệt là sang Trung Quốc, trong thời điểm thương mại toàn cầu chậm lại. Song, nhận thức rõ những lỗ hổng này, Đức đang đẩy mạnh hiện đại hóa các nhà máy xuất khẩu hàng đầu của mình, các công ty ô tô lớn. Họ đang gây áp lực buộc các nhà sản xuất ô tô phải chuyển từ động cơ đốt trong vẫn mang lại lợi nhuận cao sang những chiếc ô tô điện, sản phẩm của tương lai. Stuttgart, quê hương của Porsche và Mercedes-Benz, đã cấm các loại xe chạy động cơ diesel cũ hoạt động trong thành phố. Đức cũng đang thực hiện một nỗ lực lớn, tuy có phần muộn màng, để trở thành một cường quốc công nghệ cạnh tranh hơn. Nước này dành nhiều nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển như Hoa Kỳ, khoảng 3% GDP và có kế hoạch dài hạn để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp tương tự như thung lũng Silicon, thúc đẩy nhà đầu tư mạo hiểm, tiếp sức cho các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng. Ngành công nghệ của Đức không phải là không có bước thụt lùi, chẳng hạn như sự sụp đổ đột ngột gần đây của công ty công nghệ tài chính Wirecard.
Điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự cảnh giác của cơ quan quản lý tài chính của Đức. Nhưng nhiều thành công đầu tiên về công nghệ như các công ty giao hàng thực phẩm và mua sắm trực tuyến giống của Mỹ đang mở rộng quy mô nhanh chóng. Kế hoạch giải cứu nền kinh tế Đức cũng đã chi 56 tỷ đô la cho các công ty khởi nghiệp có thể số hóa các ngành công nghiệp truyền thống, sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới khác. Cùng với Pháp, Đức gần đây đã công bố các chương trình chuyển đổi số nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới công nghệ của châu Âu để cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam hoàn thiện quy trình sản xuất vaccine COVID-19. Các đơn vị nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19 trong nước đang tối ưu hóa quy trình, chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm trên người. Sau giai đoạn thử nghiệm thành công cho thấy vaccine COVID-19 made in Việt Nam sinh miễn dịch tốt, các đơn vị nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19 trong nước đang tối ưu quy trình, chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm trên người và quy mô sản xuất lớn. Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech Bộ Y tế, đơn vị đã nghiên cứu vaccine COVID-19 ngay từ đầu dịch, cho biết vừa qua và Biotech đã thử nghiệm vaccine COVID-19 trên động vật. Kết quả cho thấy kháng nguyên của vaccine đáp ứng miễn dịch, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả, phòng được COVID-19 do virus SARS-CoV-2. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, hiện các nhà khoa học đang trong giai đoạn tối ưu hóa quy trình sản xuất. Đối với vaccine cần phải xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng mà mình mong muốn, phải tối ưu hóa ở quy mô sản xuất lớn để có thể sản xuất với số lượng nhiều nhất trong thời gian ngắn vì đây là vaccine đại dịch. Tất cả hướng đến mục tiêu sản xuất được số lượng lớn trong một thời gian ngắn. Theo Biotech, nếu quy mô sản xuất với vaccine thông thường khoảng 3-5 triệu liều một năm hoặc nhiều hơn là 20-30 triệu liều một năm, nhưng với vaccine COVID-19, mỗi năm có thể cần hàng trăm triệu liều, có những quốc gia còn muốn nhiều hơn nữa. Khi mình nâng công suất lên ở mức độ lớn như vậy, đòi hỏi có các đánh giá rất kỹ, hoàn thiện quy trình để đạt quy mô hàng trăm triệu liều một năm, chỉ trong vài tháng đã cần hàng chục triệu liều, trong tình huống rất cấp bách như hiện nay, tiến sĩ Đạt cho biết. Đi đúng hướng, làm chủ công nghệ. Thông tin về việc lựa chọn nguyên liệu sản xuất vaccine COVID-19, tiến sĩ Đạt đánh giá, kết quả thử nghiệm thành công ở giai đoạn trước cho chúng ta những căn cứ triển khai giai đoạn hiện tại, hiện đã có thể khẳng định chúng ta đã đi đúng hướng. Trong đó, chúng ta đã đúng khi lựa chọn vùng kháng nguyên của virus. Lựa chọn này là yếu tố gần như quyết định, là nguyên liệu cốt lõi cho sản xuất vaccine để tạo đáp ứng miễn dịch. Theo tiến sĩ Đạt, công nghệ sản xuất vaccine đang tiếp cận, làm chủ là công nghệ vector virus. Công nghệ này có lợi thế là có thể nâng được công suất lên nhanh chóng trong thời gian ngắn. Với công nghệ cũ, các lô mẻ sản xuất vaccine cho năng suất thấp hơn, hiệu suất thấp hơn và phải qua nhiều bước để nhân chủng, tinh chế, thời gian có vaccine lâu hơn và hiệu suất không cao. Vaccine bảo vệ trước các chủng SARS-CoV-2. Các nhà khoa học lưu ý, bản chất của virus SARS-CoV-2 là có khả năng biến đổi và mức độ lây lan mạnh của đại dịch lại càng tăng mức độ biến đổi của các virus đó hơn lên. Vì càng nhiều người nhiễm thì mức độ đột biến cũng dễ xảy ra hơn, tương tự như virus cúm vậy. Vì vậy, để có thể đem lại hiệu quả bảo vệ, ứng phó với sự đa dạng của SARS-CoV-2 có các biến chủng, với vaccine COVID-19, chúng ta đã chọn những vùng gen của virus kháng nguyên cho sản xuất vaccine biến đổi ít nhất. Do đó, kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 trong vaccine sẽ có bản chất di truyền ổn định nhất của virus đó. Điều đó giúp cho vaccine khi lưu hành có tính ổn định, đảm bảo hiệu quả phòng bệnh. Vaccine đó có thể miễn dịch chéo với các dạng đột biến khác nhau của virus, tiến sĩ Đạt cho biết. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!